Chào các bác nhá. Hôm nay mình quay lại trại giới thiệu các bác đây. Mình đang hỗ trợ trại Trần Bạt đây. Đây, cho các bác xem một vòng. Trần Bạt đây là Bạt Trần. Bằng bạt tráng bạc hai lớp chưa các bác nhá. Rất mát. Chiều nay anh em chúng tôi sẽ lắp quạt. Nơi đang xây tường ngăn ở giữa. Chào mọi người nhá. Hôm nay mình lại quay lại cái trại mà mình hôm trước mình quay chưa hoàn thiện. Hôm nay các anh em thợ đang hoàn thiện nốt. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem. Đây là chuồng đang hoàn thiện. Cái này mình xây 9 ô, mỗi ô 5 mét, sâu xuống là 7, 7 mét, máng tắm 1 mét 2. Cái tấm chắn này là 2 mét rưỡi. Theo bản thiết kế thì là chung là 1 mét 8. Nhưng mà ở trên vùng đặc thù trên vùng này là nó lạnh về đêm nên là mình thiết kế 2 mét rưỡi. Tiếp theo xuống đây, dưới kia là quạt. Quạt thì theo thiết kế của mình tư vấn cho trại cũng là 3 quạt mét 4. Nhưng mà về sau nghiên cứu lại là mình lắp đặt 2 quạt mét 4 và 1 quạt mét 1. Mục đích là cũng như lúc nãy mình nói là cái tấm cái chỗ lồng úm này thôi, chỗ úm này thôi. Là vì là trên này nó lạnh, đêm nó lạnh, ban ngày nhiệt độ ban ngày ban đêm nó rất lớn nên là cái có những lúc cũng cần dùng đến quạt nhỏ. Nên là mình quyết định lắp quạt nhỏ. Đây là hệ thống đường điện này. Đường điện, đây đường điện. Điện ở giữa bóng sáng. Đây quay cho các bác thấy là đây là cái ô cửa kính. Mỗi ô 5 mét là có một ô cửa kính là 1 mét 2, 2 mét. Sợi dài 2 mét. Cách từ trên xuống là 20 phân. Còn đây là mỗi ô có máng tắm. Cái này máng tắm là bên mình tư vấn thiết kế là chạy dài hết 8 ô. 8 ô là dài một máng và một ô cuối cùng là dài máng riêng. Mục đích là để dễ dọn vệ sinh và nó cách ly ô cuối. Ô cuối thì heo bệnh mình sẽ dồn về đấy. Nhưng mà chủ trại người ta muốn là mỗi ô một máng tắm. Nên là mình làm mỗi ô một máng tắm. Đây là cái máng tắm đây. Sâu xuống 12 phân. Đây là cái nút nút đậy đậy đây. Cái ống đậy đây là mình có thiết kế một cái hàn, một cái bảo vệ đây. Mục đích là làm gì? Để heo nó không ủi được cái ống này lên để giữ nước trong máng tắm. Hàn các bác lưu ý hàn cái chỗ này là phải tròn đẹp, nếu không lợn nó ủi vào đây thì nó chảy máu các bác nhé.
Đây cũng nói thêm với các bác là khi mà mình thiết kế cửa là mình thiết kế ở dưới. Mục đích là làm gì? Khi mà cửa dưới này thì để khi heo vào đây thì mình sẽ thiết kế là máng ăn ở đây, máng ăn ở khu vực này. Đó. Và đây là đến máng ăn luôn. Và nó sang bên này là chỗ lồng ú. Còn xuống chỗ này nó sẽ nằm ở dạt ở xung quanh đây, sân chơi. Và cái ngoài cái 2,5 m ra thì mình xây có 20 phân chạy dọc xuống đến chỗ máng tắm và sẽ hàn cái sắt đây. Hôm nay có chạy có hàn cái phên sắt đây chưa dựng lên hết, thì mình hàn là ở đây là hàn 10 phân, 10 phân một thanh, và sẽ hàn bằng với lại cái thành này các bác ạ. Vậy một dãy 9 ô này mình sẽ nuôi được 300 con và vào một cùng một lứa. Như các trại nào mà muốn nuôi quy mô lớn hơn 1.200 con chẳng hạn thì mình sẽ làm không phải xây ô giữa này nữa mà mình một chuồng kép luôn. Đây gọi là chuồng đơn. Chuồng kép thì là hai hai dãy này là cùng một dãy luôn, hai ô hai dãy ô chuồng này là cùng một dãy không có tường giữa. Và cái tường giữa này là có những cái ô kính này để mục đích là khi mà người công nhân làm á, một chuồng này chỉ mỗi có một người công nhân thôi, khi mà làm công nhân làm mà heo có vấn đề gì thì mình còn có xem được, hoặc là mình xem có cái gì mình quên không mình xem sang hai bên ô, đó là như vậy. Đây chuồng trại gần hoàn thiện hết rồi, mình đi một vòng cho các bác xem nhé, đi vòng sang chỗ kia các bác ấy đang xây dựng nữa. Đây một quạt quạt mét mốt đây. Sang đây là quạt mét tư đây. Đây là cái bảng điều khiển quạt đây các bác thấy, đây bảng điều khiển quạt. Nó có bảng này thì có bị gặp vấn đề điện đứt thì nó sẽ tự nhảy dưa lên. Đây là khi mà nó chập nó có vấn đề gì nó nhảy dơ le tự động chứ anh nhỉ? À? Và khi gặp vấn đề quạt gì thì nó nhảy dơ le tự động này chứ tắt đúng chưa rồi, đúng không? Nó Vâng. có dơ le đây. Rồi nó có dơ le đúng không? Còn cái này đóng cắt thôi. À, thế nhưng mà anh cho em hỏi chút là cái em hôm trước có bạn nó bảo là có cái điều áp ấy điều tốc độ vòng quay gọi là cái gì nhỉ? Quên mất rồi. Tự nhiên. Tăng áp á? Vâng, tăng tăng giảm vòng số vòng ấy. À, biến tần đấy. Biến tần nhưng cái này đơn giản đấy thôi, cái này chỉ điều khiển để mình thay nhưng công tắc mà thôi mà. muốn đêm nó tốc độ quay của quạt nó thấp hơn thì có biến tần cái đấy nó lắp có Cái đắt đấy không nó anh? phụ thuộc vào cái điện áp thôi. À điện áp à. Điện áp mà nó đều thì ở đây điện áp nó sử dụng đêm được. À. Đây Không, cứ tưởng cái biến tần là cái làm giảm được cái tốc độ của vòng quay của quạt này, có phải không? Tức là đêm thì giảm đi á. Vâng. Tức là không cần phải quay nhanh nhá, anh nhá. Vâng, không phải quay nhanh. Thì cái tốc độ quạt của nó có bị có cái sử dụng quạt của nó có bền không? Chắc là có những cái này mình không mắc cái đấy bao giờ, nhưng lại cái này À giảm dạ. đi thì nó giống như kiểu như cái ấy, như kiểu quạt trần ấy. Dạ. Ông bây giờ ông sử dụng cái số 5 là số thẳng điện áp. Rồi rồi. Nếu ông giảm xuống giảm dần số 1 2 3 thì À tăng dạ. to nhất thì là số 220. Rồi rồi. Như cái quạt trần luôn. Rồi 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 em hiểu đấy, rồi. thì bây giờ giảm áp chỉ có cái đấy Có nghĩa là thấy là bảo là em cũng chưa dùng cái đấy bao giờ vì là chỉnh chỉnh nhiệt độ chỉ là tắt tắt bớt quạt hoặc che bớt quạt thôi. Nay chỉ có ví dụ như chẳng hạn như mà 6 quạt thì cũng sử dụng 6 thì sẽ cắt bớt thôi. Vâng. Nay thì anh chỉ thay công tắc thôi, À thay đấy thôi. dạ. Bóng điện không? Đây gần xong rồi, bác lắp điện thì xong rồi còn đâu nữa nhỉ? Vâng. Đây. Đây là máng tắm.
Đây là khu mình quay ở ngoài cho các bác thấy nhá. Cái trần kia ấy, mình tư vấn thiết kế cách 20 phân. Nhưng mà mình nhìn từ dưới lên thì nhìn nó rất thoáng. Nên mục đích là để cái không khí nó lưu thông, nó không bị om ở trên nó nóng. Cái thiết kế hồi xưa là nó bị cũ, là mình làm trệt xuống, mình xây cái gầm ấy, trệt xuống xuống luôn cái chỗ mình trần trệt luôn lên đến mái. Do đấy là cái không khí nó bị om khi mà nó đốt nóng lên ấy. Thì chiếu ánh sáng bức xạ mặt trời nó chiếu nóng lên thì nó không thoát đi được, nên là cái nhiệt độ nó rất, nó hập xuống cái trần rất nóng. Đây quay ngoài cho các bác thấy. Đây, công trình ngổn ngang. Đây là khu xử lý phân. Khu xử lý phân này thì đây là sẽ là một cái sân phơi và một cái nhà mình để cái máy ép phân. Bây giờ cái bể này đầy thì sẽ tách ép phân ra để bán cho những trang trại trồng cây các bác ạ. Là nó sẽ trực tiếp là ống nước thải sẽ dẫn vào ô kia, ô bên này, xong đầy sẽ tràn sang đây và cho sau từ đây sẽ tràn xuống bể bioga kia, rồi từ bể bioga sang bể lắng kia nốt, và nước sẽ thải ra ngoài để mình đi tưới cây nhé các bác nhé. Ở đây đây các bác nhìn khung cảnh rất là rộng, nhiều cây cối lắm các bác. Ở đây là một góc thôi. Đây công trường ngổn ngang. Quét thế này nhìn bóng nhờ. Mà quét thế này đẹp nhờ. Đẹp. Đây quay ra cười cái xong lên mai lên YouTube nhá. Đúng rồi. Làm bóng này thì vệ sinh nó dễ. Chứ còn nếu mà làm nó nhám quá thì vệ sinh đến lúc rửa nó bám bẩn phân các thứ, ở đây vi khuẩn nó tồn tại nhiều. Chuồng này mà nuôi tốt là cũng nhờ các anh nhiều đấy chứ. Làm hôm nào anh Bính anh nuôi một hai lứa thành công phải mời các bác ra xây tiếp. Xây tiếp ô nữa. Đây bác thợ cả đây. Hôm nào bác ấy xây xong chuồng đây mà nuôi một hai lứa được bán giá 50 là lại xây tiếp sang bên này hai ô nữa. Ai trường gần hoàn thiện rồi, chỉ còn mỗi cái giàn mát thôi. Giàn mát ô cửa. Cửa. Nên cái này xây dựng này nhìn cứ bảo dễ nhưng mà còn khéo cái khó hơn xây nhà. Nó nhiều công đoạn đấy, lức kích kìa.